Đầu tháng 8 năm 2023, nhiều bạn đọc phản ánh tới báo Sài Gòn Giải Phóng về những bất cập khi dùng ứng dụng định danh điện tử VNEID để đi làm các thủ tục hành chính như nộp thuế, làm thủ tục tại sân bay, làm thủ tục khám chữa bệnh. Và bất ngờ nhất là sự xuất hiện của người lạ có quan hệ là con, là cháu, là chủ hộ của người dùng. Ông H. Ngụ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 bức xúc. Khi ông mua điện thoại di động mới, ông đã cài đặt ứng dụng VNEID nhưng không sử dụng được. Lúc này ông mở ứng dụng VNEID trên điện thoại cũ thì thấy bên trong chỉ có ông và cha mình, trong khi gia đình ông có hơn 10 nhân khẩu. Sau đó ông H. mở ứng dụng VNEID trên điện thoại của mẹ mình thì phát hiện có thêm 4 người lạ trong nhân khẩu, trong đó có một người lạ tên Nguyễn Thị Mạnh là chủ hộ trong gia đình ông. Người dân cho biết ngoài việc xuất hiện người lạ, đôi khi ứng dụng VNEID không thể tích hợp giấy phép lái xe, còn sai sót về thông tin cư trú. Một bạn đọc ở huyện Bình Chánh cho biết cuối tháng 7 năm 2023, ông đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Nội. Khi ông dùng VNEID, đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục tại sân bay, thì nhân viên sân bay lại yêu cầu ông xuất trình căn cước công dân. Tương tự, bạn đọc tên A ở quận 10 cũng phải đưa thêm sổ bảo hiểm sau khi đã đưa căn cước công dân gắn chip để làm thủ tục khám bệnh ở bệnh viện quận 10.